nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên, đạo diễn Chánh Trực khóc cười với Mặt Đối Mặt. Khi quyết định tái dựng kịch bản Cha Yêu, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên và ekip đã xúc động nhắc đến tấm lòng của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng dành cho sân khấu nhỏ 5B. Chính vì luôn nhớ đến vị giám đốc tận tụy với nghề, luôn truyền năng lượng tích cực đến thái độ lao động nghệ thuật của đàn em, nên nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên đã xin gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng được tái dựng vở Cha Yêu và đổi tên Mặt Đối Mặt để công diễn Tết Giáp Thìn 2024. Câu chuyện được đạo diễn Chánh Trực kể một cách mạch lạc, chân thành và mang tính nhân văn sâu sắc. Vở không chỉ kể về bối cảnh hai đứa em của Trần ăn chơi, quậy phá ở quê nhà, giấu nhẹm tin tức của cha để nhằm moi tiền của anh trai, mà còn phản ảnh đời sống cơ cực, bi kịch của Trần trên đất Mỹ. Ra đời năm 1980, kịch bản Cha Yêu, tên gốc Thư Video, đã từng tạo tiếng vang nay tái dựng trong thời đại bùng nổ công nghệ, câu chuyện vẫn còn nguyên tính thời sự. Thay vì ngày trước phải quay video gửi sang, thì nay công nghệ số đã cho Mặt Đối Mặt, nhưng lòng người vẫn xa cách. Bám vào yếu tố này, những lát cắt nhỏ về thân phận người Việt xa xứ, làm ăn cực khổ chỉ nhằm muốn giúp gia đình, nhưng người thân đôi khi ỷ lại điều đó mà lười biếng lao động. Đau nhất đối với nhân vật Trần chính là sự dối gian của hai đứa em, và cũng từ nghịch cảnh, Trần nhận ra giá trị của tình thương yêu không chỉ là cung phụng tiền. Cuối thập niên 1980, vở Cha Yêu từng đoạt giải cao tại Liên hoan sân khấu quần chúng toàn thành được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, sau đó trở thành kịch mục được khán giả yêu thích tại câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm, tiền thân của nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B hiện nay. Năm 2007, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng đưa kịch bản này lên sân khấu tái dựng lần hai, quy tụ dàn nghệ sĩ như Việt Anh, Công Ninh, Cát Tường, Hoàng Sơn, Thanh Hải và ở phiên bản lần ba này. Câu chuyện hoàn toàn khác với nhiều bối cảnh, tình huống khiến người xem dở khóc, dở cười. Vở Mặt Đối Mặt có sự tham gia của các nghệ sĩ gồm Mỹ Uyên, Chánh Trực, Tô Thiên Kiều, Trọng Hiếu, Kỳ Thiên Cảnh, Kim Đào, Quốc Cường cùng sự trở lại của nghệ sĩ hài Lê Khâm trong vai người cha. Vai diễn người vợ của Trần do nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thể hiện, đó là một câu chuyện đầy bi kịch, qua diễn xuất của Mỹ Uyên tạo nên những cảm xúc để khán giả thương yêu nhân vật Trần hơn. Đạo diễn Chánh Trực vào vai ông chủ nhà hàng ở Mỹ cực kỳ duyên dáng. Anh thể hiện tự tin với góc nhìn của người Việt xa xứ, thương yêu cộng đồng và san sẻ với Trần những góc khuất từ bi kịch gia đình của anh tại quê nhà cũng như tại xứ sở mà nhiều người lầm tưởng đó là thiên đường. Diễn viên Trọng Hiếu trong vai Trần đã làm chủ mọi tình huống kịch với phong cách diễn xuất ngày càng chững chạc, khẳng khái, lời thoại trầm ấm, cho thấy anh có sự nghiên cứu nhân vật để đưa những cung bậc cảm xúc vào sâu trong trái tim khán giả. Đầu năm 2024, sau vai Tư Lê trong vở Khát Vọng Ngày Mai, anh có thêm một vai diễn hay hứa hẹn được khán giả yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.